Quý vị và các bạn trẻ đang nghe tiếng hai đôi chim cô gái đang cắp rác vào để sinh sản. Lúc này là lúc chim trống bắt đầu giục chim mái làm ổ và chim trống cắp rác. Thường là dấu hiệu như thế này thì vào những cái hôm vào mùa mùa này. Trời hửng nắng một chút, chim thì cũng rất là phấn khích và thường nằm trên tổ rung rung cánh gáy, kể con mái thế giục đẻ, giục con trống cắp rác để vào 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 mùa sinh sản. Đấy là cái dấu hiệu để các bạn để ý. Lúc đấy chúng ta thường là thả một chút rác vào để cho chim cắp rác, và thường phải quây quây kín ổ lên cái phần trên như thế này. Đấy thì nó sẽ cảm giác như nó sẽ kín đáo và nó sẽ yên tâm đi đẻ, không nên để hở để chuồng. Bản tính của chúng là ở ngoài thiên nhiên, nếu như mà nhìn thấy người mà qua lại hoặc là chúng có thể bỏ hoặc chúng không có ý định để sinh sản nữa. Khi mà nuôi chim đẻ thì các bạn nên lưu ý là cố gắng là nuôi cái đôi nào mà bố mẹ đẻ ra, sau đó là các con của chúng các bạn nuôi nuôi bộ hoặc là nuôi với cái lúc mà gần người nhiều thì thường chim sau này là thành bố mẹ, nó đẻ nó cũng dễ đẻ và nó không hay bỏ tổ đấy. Nếu như quý vị các bạn để ý kỹ thì những con chim mà nuôi theo cái kiểu mô hình như thế này, con chim nó rất là khỏe, chim rất là mượt chim các bạn nhé. Ví dụ như con chim này cũng vậy thôi, các bạn nhìn thấy không, rất là mượt chim. Đấy. Bạn hạ thổ được là cái điều tuyệt vời. Ví dụ như đây các bạn, chim thì cũng như con này cũng rất là mình đánh giá rất là cao, bởi vì con này thì giống của nó rất là bồ chim đấy. Đầu thì cũng
đầu nhỏ mỏ đinh, chân đỏ, vảy cân, móng vảy đều chuẩn, không tật, không khèo gì cả. Đấy. Lông thì bóng, mượt, cườm thì cũng đang độ cũng dày dày rồi. Mà con này thì có một cái ưu điểm là có thể nói là vô giá, là con chim rất là thuần ha. Đấy, rất là thuần, các bạn thấy không? Nó thân, nó quen người lâu rồi, nó quen từ lúc còn nhỏ. Nó là con chim nuôi bộ từ nhỏ mà. Cho nên là nó rất là lành hiền. Đấy, lúc nó còn bay biết chỗ là tôi nhớ là bộ bên tay trái nhưng mà để nắm ngô bên tay phải là nó chỗ luôn trên tay. Đấy. Bây giờ thì mình cũng muốn ghép nó vào một em mái bên kia. Thì hiện cũng đã vào rồi nhưng mà em mái thì vẫn chưa được căng nắm, bởi vì em mái tuổi đời còn hơi non. Nhưng tạm thời là chúng đã bắt chơi bắt giận cho nhau rồi, không đánh nhau. Thì đôi này mình muốn like ra một cái bố mẹ thì một con là thổ đặc, thổ đồng. Một con là pha thổ, mẹ pha thổ. Thế mà con chim bố này thì mình thấy là nó rất là cân đối về cơ thể, dáng vóc và màu lông. Mình muốn để lại gây một vài đôi con nữa. Đấy. Các bạn nghe thấy một cái tiếng gáy ấm hơn, đấy là con chim nó lên ổ, nó đang rực trứng chuẩn bị đẻ. Còn cái con mà gáy giọng còi trông chuông chuông mà nghe đanh hơn một chút, đấy thì lại là con chim bánh tẻ. Nó cũng là con chim trống đang hâm gáy gọi. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Trong bất kỳ cái chuồng nào của mình thế thôi. Nó rất là đơn giản. Các bạn quay một cái ít gạch xi xung quanh đây. Sau đó là các bạn để một cái khay nước đây. Lâu lâu lấy cái vòi nước xịt, đổ bỏ đi, xịt đầy vào. Còn cái phần lúa ở trong này các bạn để đây thì ra chuột nó cũng lưới nó nhỏ, chuột nó không vào được. Chim nó sẽ ăn theo kiểu là những kiểu hoang dã ấy. Nó cũng không có cái gì là hoang phí lắm, nhưng mà ở trên phần khu vực này thì các bạn để một cái máng nước nó sạch hơn. Cái máng này mục đích để cho nó tắm, máng này là máng uống sạch, uống này thì nó có thể lấy nước mưa tự nhiên sau một cơn mưa to tự nó đầy máng. Trong trường hợp các bạn để máng ở trên này mà nó vì công việc các bạn có thể là sơ ý chẳng hạn thì có thể là nó vẫn uống tạm thế này được, chim không bao giờ bị khát nước quá. Để tao sờ vào ngực mày đi nha. Đấy đấy, thiu 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 thiu. Các bạn để ý trong mỗi một chuồng này mình thử bao giờ mình có đá này, có gốc cây này, có một cái cây xanh bóng, cây sung, cây xanh, cây dây nhau thì cũng được. Nó có vẻ như nó như kiểu ngoài thiên nhiên. Đấy, các bạn để ý mới coi. Trong này cũng thế, như cái như chuồng này cũng thế thôi, một vài gốc cây. Chính cho chim cu gáy các bạn làm chuồng mà cứ cái kiểu cành nhỏ nhỏ mà bậu như này ít thôi. Các bạn nên làm theo kiểu gốc cây như này. Chim nó hay đi bộ. Hay đi xuôi xuôi này thôi, chứ không nó bay cái kiểu bay như kiểu trèo màu hay trèo vôi chích chòe là ít hơn. Đấy là đặc tính của con chim cu gáy, nó hay xuống đất đó.
nó hay xuống đất nó ăn những con rợn, con ở dưới đất, mới lại nó ăn cái gì ạ? Ăn dưới trong cái đất này. Có thể ăn đất, ăn cát. Đấy. Nếu bạn không? Chim rất là to, rất là bồ chim. Đấy, mình sờ hẳn vào cườm nó đây này. Mình quay gần vào cho các bạn nhìn thấy con cườm của con chim này nhá. Thấy rõ. Đây này, mình lấy cái này để mình cho nó ăn. Đấy, đấy. Đấy, các bạn nhìn thấy cườm không? Cườm to không? Đấy, cườm rất là ánh đúng không ạ? Chim cườm này cơ mà. Quay gần lại này. Đấy. Đấy. Cườm ấy. Cườm. Vươn cổ lên tí. Nhìn cườm. Này, mắt rất là khôn. Khôn chi. Hôm vừa rồi thì cũng có một vài anh em hỏi cái trường hợp mà tại sao nuôi bộ chim non mà nó bị trướng diều. Thì nhiều người cũng bảo là cho nước sôi vào cám quấy ngâm, nhưng mà theo mình thì cũng không nhất thiết phải nước sôi, mà nước sôi để nguội. Xong các bạn, nếu như các bạn mà cẩn thận hơn, các bạn có thể đi nghiền cái cám úm cao đạm của gà con, nghiền nhỏ mịn ra, để vào một cái chai lọ rồi đấy, xong rồi lúc nào bữa nào các bạn bỏ ra cái là lấy nước sôi đổ nguội, quấy nhanh trong vòng, và các bạn bón thì còn các bạn làm sao mà huấn luyện được con chim nó lúc lúc tự nó rỉa được là cái tốt nhất. Còn nếu như mà các bạn chưa làm quen thì các bạn có thể làm một cái xi lanh, nhưng lấy cái ống tiêu ô của truyền bằng y tế đấy, các bạn hòa vào nước loãng đấy, các bạn bơm vào diều cho con chim. Thường là có cái nỗi trướng diều đấy là các bạn để ngâm cái cám đấy, thì đương nhiên cái thời gian nó ngâm nó lên men và nó làm cho thay đổi đi, thì vào nó không tiêu hóa được thì nó bị trướng diều. Thì trong trường hợp bị trướng diều như thế thì các bạn lưu ý là các bạn bữa sau là các bạn lấy một hai cái lát tỏi, các bạn giã nát ra trộn lẫn vào mấy cái cám để các bạn bơm thẳng vào diều đấy, pha một ít bê complex loãng, nồng độ cực loãng thôi, với một ít cái thuốc thuốc đi ỉa nước của người các bạn. Nhưng mà cái thuốc với cái bê complex là cực kỳ nồng độ loãng, ví dụ như là một cái chén mắt trâu các bạn chỉ cho một ba giọt bê complex với lại một nửa giọt thuốc đi ỉa của người. Hoặc là nếu các bạn không dùng thuốc đi ỉa, các bạn dùng cái tỏi các bạn giã ra trộn là giã nhỏ. Trong tỏi nó có kháng sinh và nó có cái men tiêu hóa nên nó sẽ tiêu bỏ cái phần bị trướng diều kia. Trước mình cũng có một trường hợp một con này, cứ cái phần diều này nó cứ cứng, nó cứ một hai ngày nó không thấy tiêu đi, thì mình cũng làm như thế thì cũng đã cứu vãn được nhiều con chim rồi. Nên ra mình cũng mách nhỏ các bạn một cái bài đấy. Chim non mà nuôi phải khéo, không là các bạn sẽ bị nó chết. Đây, như con này đây này, là lúc mình nuôi là nó còn rất là non đấy, bởi vì là tổ ở ngoài thiên nhiên nhiều người biết nên là mình bắt sớm để mình nuôi. Thế nhưng mà mình cũng nuôi khéo nên là cũng đến bây giờ thì lúc đấy mình nhớ không nhầm nó khoảng phải đến một tháng rưỡi. Nuôi bộ một tháng rưỡi nó mới biết chỗ. Nên ra là cái gì nó cũng có cái giá của nó.
Bởi vì như con chim này bây giờ nó gắn liền với mình rất là lâu rồi. Đấy, rất là quý mình mà nó cũng rất là thân quen với mình. Thế giả sử bây giờ mình có vì cái gì đấy hoặc là nào đấy tôi mình bán cho người khác thì cũng thế thôi. Thì khi về thì nó cũng sẽ lạ chủ thôi. Và cái môi trường nhốt vào cái lồng mới thì thường con chim nó cũng sẽ bị tương tư. Chính vì đấy mình muốn nói là các bạn nên đổi chủ chim, là các bạn nên mua luôn cả lồng chim của chủ cũ. Và cần thiết những con chim ấy là phải nhờ cái chủ cũ đến chơi một vài hôm để bàn giao dần. Và đặc biệt mình cũng phải vỗ về, cũng phải chơi, rồi cũng phải có những cái làm cho nó khỏi bị cái tương tư, thì lúc đấy nó thoải mái, con chim thì nó mới cất được lên tiếng gáy như là ở nhà chủ cũ. Đấy là cái bệnh tương tư ở chim, bởi vì nó thay đổi môi trường. Mà đặc biệt những cái thức ăn ở chủ cũ như thế nào đấy, các bạn cố gắng hỏi người ta. Và thậm chí còn mua xin lại một cái lượng thức ăn gần đấy, mình về mình ấy, mình sẽ làm cho nó trở lại như như ở nhà mình, ở nhà người ta. Thì đấy là tại sao ở nhà người ta hay, con chim người ta hay, đấy về nhà mình nó không hay. Nhiều người bỏ tiền ra nhưng cũng không nhận được cái giá trị đấy. Chia sẻ với các bạn như vậy. Còn như đây các bạn nhìn thấy con chim này đây, thì mình cũng nói mãi rồi, nó cũng là từ cái ấy thôi đấy. Con chim này như các bạn đây này, các bạn nhìn này, đấy cái phần ngực của nó rất là tròn đúng không ạ, ngực nở tròn đấy, cái ức của nó như thế này cơ mà. Nó bầu con chim như này cơ mà, đúng không ạ. Thế nhưng mà còn cái phần như con này thì nó không lộ lắm về cái đầu của nó. Thế nhưng mà thì như con chim mái trong trong này đây thì nó ấy hơn, trông người nó cũng, mình có cảm giác thì nó vẫn nó ngắn người hơn đúng không ạ, nó không chườm người như con kia, nó không nở ngực như con kia, nở ngực như con kia. Thế thực tế thì để mà chia sẻ với cái việc chim thì thực ra mình cũng muốn nói ở đây các bạn là cái giống chim này thì bản chất của nó rất thuần. Cái việc các bạn muốn nó thuần như thế nào đấy thì các bạn cố gắng là nuôi bộ được thì nó thành bố mẹ thì nó cũng thuần, con nó cũng sẽ thuần, rồi từ đấy mà đi. Tuyệt đối là các bạn không nên mua chim bẫy. Chim bẫy này nó cũng không giải quyết gì. Tóm lại họa 10 con thì được 1-2 con là mình cảm hóa được. Mà cảm hóa là các bạn phải biết cảm hóa. Các bạn cắt sạch cái lông cánh của nó đi, để úp nó xuống đất cùng với một con chim, 1-2 con chim của mình đã thuần rồi. Xong dần dần nó sẽ quen. Nhưng cũng không phải con nào làm thế được. Đấy. Như ở nhà mình đây thì với cái khuôn viên như thế này thì cũng không giấu gì các bạn là nó rất là hoang dã thôi. Đây là cái vườn nhà mình thì mình cũng không 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 thiết kế gì, mà đây là cũng cắm những cái cành sắn này, rồi trồng một cây đào, cây quất, cây một hai cây xanh, rồi
cây ngoài này chuồng dãy chuồng của mình ở đây thì trên đó là cái bóng tán của cái cây cây, cây sấu các bạn ạ. Thì buổi như tầm này thì nắng nó sẽ xiên vào chuồng chim, còn ở phần đỉnh thì là tán nó rất là rộng. Nếu như đây thì nó là cái xanh thì mình cũng chả hiểu là các cụ nói cái câu đất lành chim đậu thì có đúng không, nhưng mà cứ sáng ra là chim khuyên rồi chim, thậm chí là mình thấy có cả những con mi, chim sẻ đến đây bậu xuống tận sân này, đến những cái bóng cây này ăn hót. Tiếng hót của chúng rất tự nhiên, hồn nhiên. Mình cũng chả đánh bẫy, chả bắt bán làm gì. Thế ra là có lẽ là nó cũng thấy yên tâm thì nó đến. Đấy. Mình cũng làm công việc khác thôi, nhưng mà cũng có những cái lúc cũng chơi với chim. Chơi thì là thư thái quấy quả đầu óc bầu bạn một chút. Còn em mỏ đỏ này đây. Đấy. Ví dụ như những cái này đây, các bạn nhìn thấy con chim đây là đang tắm nắng này. Đấy. Đang tắm nắng đấy, đang bậu. Hai con này là đang tắm nắng. Đấy. Đấy, như thế này là sẽ chữa được rất nhiều bệnh nha các bạn nhé. Đấy, đây. Mình... Mình bắt em này nhá. Bắt à, lành không à? Đây này. Đấy. Lành lắm. Gọi lên tay. Lên tay đi. À. Thank you.
Đấy. Bộ trên tay bắt chứ không này nữa. Đứng đây thì ta vuốt đi. Đấy, vào mắt này. Thank you.